Hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tăng suất chéo, tăng lượt view cho kênh YouTube. Đầu tiên mình sẽ vào Facebook nhé các bạn. Và lướt xem cái phần thông báo này các bạn nhé. Đây, mình sẽ vào thì mình hãy tham gia vào chỗ này. Chỗ này rất là nhiều các bạn nhé, tăng sub chéo mua bán sub 1.000. Rồi cái này là mình đã tham gia vào nhóm này rồi nên là đã xuất hiện ảnh avatar chỗ này. Và bây giờ mình gợi ý cho các bạn. Sub chéo uy tín. Và mình đăng cái này. Mình đã đăng trạng thái xong rồi các bạn nhé. Đây, sub chéo uy tín. Thành Bunong đăng sub chéo uy tín. Do là video mất mất wifi nha các bạn, nên là không có, mình gửi ý cho người ta không có hồi âm lại cho mình nữa. Và đây mình đăng lại trạng thái của mình. Đây các bạn nha. Đây có người muốn sub với mình nè. Đây các bạn, mình nhấn vào cho tay. Mình nhấn vào đây nè. Nhấn vào hình đại diện của người ta nè. Muốn mời người ta sub. Đây rồi các bạn ơi. Đây này, con người này đã muốn sub với mình này. 10 đến 10, 1 đến 10 này các bạn. Mình nhấn vào avatar của họ là mời. Đấy, kết bạn. Đây. Rồi nhắn tin. Đấy, vừa thôi. Sắp không bán đó. Rất đơn giản. Đấy. Đây là mình đã đăng ký rồi các bạn nha. Mình và người này đã đăng ký rồi đấy.
Đây là các bạn nhé. Kênh bạn này với mình đã đăng ký rồi đấy. Rồi cứ thế mà làm thôi. Rồi chúc tất cả các bạn thành công trong công việc của mình.